Lê Quang xin chào các bạn nha. Nay mình coi đây có táo thanh long phá nè các bạn. Táo thanh long này đang phá nè. Táo thanh long này hiện tại cô bé đang phá nha. Phá móc nhận thanh long xuống luôn. Đi vô sâu chút nữa mình coi nè, coi cô bé đang làm nữa mà. Nay lãnh công trình đây luôn hả? Táo thanh long này ruột trắng nha các bạn. Thanh long này long ruột trắng. Xuống đây tôi móc nha. Tôi móc rồi bỏ thanh long xuống. Móc cái rảnh á, nhặn thanh long xuống. Tiếng chạy hơi ồn, mình nói chuyện nhiều khi không nghe rõ nha các bạn. Có ăn rồi nha các bạn. Thanh long giờ hiện tại đám này đang phá nè nha. Đám này cũng rất lớn. Đám này lớn lắm, hiện tại giờ đang phá nè. Video tới đây thôi, mình cũng xin kết thúc từ đầu. Chào các bạn nha, hẹn gặp lại video sau nha.